buổi sáng hôm nay là những chiếc xe cao lông một khối chở sắt cũng thay hai lúc sau hay thay cả lúc trước rồi sếp. Vừa đấy Sâm chở một xe tướng, chiếc xe trang bị khối động cơ máy 24 các bạn nhé. Các bạn có thấy thông số của nó là 24 2P. Một con xe có cái cabin trông rất là lạ các bạn nhé. Chiếc xe mới được thay quả lốp mới toe. Và các bạn có thể đi 650 chứ 16. Các bạn quan sát gần bề ngoài nó như này, khá là to. Lốp trước 500-12 các bạn nhé. Các bạn thấy 500-12 một quả cuộc rất to. Xe được trang bị quả còi nhật luôn. Chờ một cái ô tô này. Mọi tài xế rất là cẩn thận. Một hành trình rất là dài các bạn nhé. Rất là nhẹ nhàng, chiếc xe được trang bị hai quả bánh đỡ đằng sau. Vào buổi sáng các bác tài xế công nông chở vật liệu rất là đông các bạn nhé.
báo gì đây xem? Đèn báo đề. Chiếc xe được trang bị đề đóm cẩn thận các bạn nhé. Đến sắt các bạn nhé, giao cho chủ công trình. Ngôi nhà ống rất là dài được xây dựng đây. Tuyệt vời của bác tài xế Công Lung, tài xế chạy chiếc xe rất là đẹp các bạn nhé. Tạm biệt các bạn.